Tất 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 đến rồi, tất 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 đến rồi. Bà Năm. Dạ. Không đi nhà bà. Dạ, dạ em. Tôi, hai cô đơn, trân trọng tự giới thiệu chủ quyền của cái tà cao ốc này ha. Bữa nay tôi sẽ review những nhân vật nổi cộng nhất của khu dãy trọ kỳ thú này cho mọi người biết. Đầu tiên là nhà bà Năm, chuyên bỏ xỉ các loại rau muống chẻ, muống cành, muống bào, hành tiêu, chanh tỏi và đậu mối. Ô, bữa nay hơi ế quá à, cho thiếu 200 đi. Bà tháng sau anh bù lại cho. Nhớ nghe. Dạ dạ. Rồi tôi ghi vô nè. Ok. Tích 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 đến rồi. Ê, còn xéo xéo ha. Xéo xéo là nhà con Ánh. Anh Tư chứ. Ai rồi. Nhỏ này lạ nha. Đẹp, con nhà giàu mà tự nhiên thích chui vô đây mướn vậy đó. Làm như nó kết ai trong khu này cũng chừng. Nghe đâu cha mẹ nó bên Tây á, có xưởng sản xuất quần jean, bỏ mối cho Iran, Iraq vậy đó. Ok, ngon lành. Ba. Ba lửa. Người đàn bà nguy hiểm nhất của cái tà nhà. Trời ơi, con mẹ này nó ghê gớm trời thần đất lở. Thường xuyên ăn gian, nói dối, giả bệnh, giả nghèo, giả điếc, giả khùng. Con gái bà còn ớn bà mà, bỏ đi biệt. Để lại thằng cháu ngoại, thằng coi cũng được. Đẹp trai, tử tế, biết điều, trung thực, không giống bụi ngoại nó chút nào. Chú qua kiếm con chi chú? Đóng tiền nhà con. Hôm qua ngoại con đưa tiền ngoại chiều mấy ra đóng tiền nhà chú à. Thấy không, thấy không? Nghe mấy. Thế nào bà cháu cũng tương tàn à. Dạ đây, 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 đây. Ủa? Chào em. Anh. Đi làm hả cưng? Dạ. Cầm cuốn sổ chắc tiền nhà tới nữa anh hả? Thông minh nhất trong xóm này luôn, em á. Dạ. Thấy tiền nhà cái em muốn tiền đình. Người đàn ông hấp dẫn nhất khu nhà trọ. Phát sửa xe. Mẹ bà sửa xe mà đẹp vậy đó. Hoàn cảnh cũng thấy thương. Chồng nơi, vợ nơi. Cái này hay nha. Tuy là nghèo nhưng mà được cái là tháng nào nó cũng thiếu tiền nhà mấy trăm chơi vậy đó. Hay da trời ơi, còn đông lắm. Mà thôi, làm quá người ta nói tôi nhiều chuyện. Trời ơi, thấy thì cũng tội đó. Tôi thân mình giờ không biết làm gì giờ trời. Thiệt, không biết làm gì cho người ta vui vẻ, nó có động lực hơn nữa.